Đây buổi trưa hôm nay nè, có hai ông anh mình ở ở anh ở xã nào anh? Xã Triệu Hòa, Triệu Hòa hả? Nguyễn Quý huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị ha. Vâng. Dạ, vô ủng hộ một con máy gặt nha. Vâng. DC70. Xe này anh trai lấy đời 2018 tiếp tục nha. Để tiếp tục 2018. Này, bông cuốn đó này. Bông này em đổi bông inox hay sao anh? Đổi lại bông inox không? Rồi để hồi để em ghi vô thêm. Ê, nhớ ghi vô thêm cho mày. Ghi vô đổi bông inox đi. Để tới đó không nhớ, đổi bông inox là rồi cái hàm thì lót sơ sơ qua vậy ha. Hàm thì ổn rồi, lót rồi, mình khỏi lót rồi này. Rồi là Ha. phải lót Rồi đổi các bạn, đổi cái bông cuốn thành bông inox tại vì ở đây nó xấu chỗ này nó phải không? Nên không chịu phải không? Rồi giờ ok, đổi bông inox. Rồi còn động cơ, xe này tình trạng động cơ bơm zin. Đó. Đây. V2403 BGS nè. Này hát cái hát nha anh em. Ở đây. Cái tem này là em phóng to của cái này ra thôi nha, em chỉ viết chỗ bự lên cho dễ nhìn thôi, chứ cái này nhỏ nhỏ nhí nhí khó nhìn quá. Chất hàm này kia xe này còn ổn lắm, tầm giá lên quanh 300 quay đầu thì mấy con này lựa chọn sáng suốt rồi. Đây đó, chân cẳng còn đẹp, xích bọng rồi cái gió nó cũng còn luôn nè. Ở trên đây nó mới chốc nhẹ thôi, lại dưới đây cũng còn liền lạc lắm anh em. Xích này xích nó đi xích tầm 5 phân rưỡi 6 phân nha, 5 phân rưỡi 6 phân. Bồn lúa xe này thì nó cũng không có mớp méo gì ha, chút sơn zin nó còn, nó hơi mớp nhẹ lỗ đồng tiền chỗ này thôi đó. Còn hai cái giàn khoan ở trong còn rất khá là ổn nè, đây thấy hai giàn khoan trong khá là ổn nè, động cơ sạch sẽ nè, không nghĩ dầu gì nhất nha nè, động cơ sạch sẽ nha. Rồi đây giờ đi quay sơ qua, quay sơ qua cái máy cái đây, tủ lạnh nè. Đây bốn miếng lưới này, sàn này thì nó được gắn inox rồi, sàn này trước trên inox, sàn giữa zin. Rồi bốn miếng lưới này giờ tháo ra để dỗ lại mấy cái này nè, nó còn cái gờ rất là cao nên mình không cần dỗ lại đâu, rồi mình dỗ lại mình không cần thay đâu, mình chỉ cần đánh nó lại cho nó thẳng thôi là được rồi ha. Nó không có cong có mấy cây chứ nó không có cong nhiều lắm, nó cong chỉ vài cây thôi. Này, ủa ngoài anh đi xe nào vô hả? Dạ, Quảng Trị á, anh đi xe nào vô? Xe đò. Đi xe đò. Xe đò mà xe gì á? Xe Phương Trang. Phương Trang hả? À, Quảng Trị vô tới bến xe miền Đông. Bến xe An Sương. À, vô tới An Sương luôn hả? À, hay còn ha. Xe Phương Trang. À, ok. Đây 18. 2018. Dạ. Vâng. Đây đó, ông chú dân tội gia đình ha. Mua máy được là ok rồi. 2018 nha anh em. 2018. Đây 28. Hả? À. Dạ em nghe rồi. Rồi đây xe này còn rất là sạch. Rồi cảm ơn mấy ông chú Quảng Trị đã ủng hộ nha. Rồi cảm ơn anh từ Quảng Trị vô ủng hộ em ha. Đó, chân thành cảm ơn rất nhiều. Đó, cảm ơn ông chú Quảng Trị vô ủng hộ nha. Cả ba ông chú này vô ủng hộ nè. Dạ có sòng với em cả bấm như tiền đấy. 60 giờ cát bù hả? Ừ. Cát bù con nhà. Ok có luôn, đâu gửi hình qua cho em đi rồi em định giá cho. Gửi hình vừa hôm anh gửi em đó. Ok ok, họ định giá cho. 60 động cơ có mở chưa? Có mở rồi. Động cơ mở rồi thì vài chục á. Vài chục. Trời ơi.